Xin chào quý vị, thì Nguyễn đã có mặt tại thành phố Osaka của đất nước Nhật Bản. Đây là ngày thứ ba của lịch trình. Ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ đi tham quan một vài điểm và sau đó sẽ đến với trung tâm mua sắm. Đây là hình ảnh buổi sáng vào lúc 7 giờ sáng. Quý vị thấy đây là những quầy bán hàng đã được trưng bày phía trước. Những cái thành viên đi tập thể dục buổi sáng có thể đến đây để mua sắm một ít. Bây giờ mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn đi dạo quanh một vài con phố tại thủ đô thành phố Osaka. Bây giờ mình sẽ lên một cái cầu vực để mình thấy được cái đặc biệt thấy thành phố rất hiện đại. Phía trên này đây là coi con đường cao tốc. Còn đây là phố Matsuya Machi Suzi. Mấy đường phố được làm bảng chỉ dẫn rất là đẹp. Đây là một cái trục lộ chính lớn hơn. Tôi thấy thì có 4 làn xe chạy như thế này và một cái làn ở phía trong để dừng xe. Quý vị đang nhìn thấy. Đây, xe đang đổ ở dưới. Đây là con phố mang tên là Senijimedori. Quý vị đang thấy sự phát triển rất mạnh của thành phố Osaka. Người ta nói thành phố này là một cái nơi phát triển kết hợp giữa sự cổ kính lâu đời của cố đô Kyoto và sự hiện đại mạnh mẽ của thủ đô Tokyo ngày hôm nay. Đây là một cái dãy nhà ở khoảng 15 tầng. Thấy một dãy phố rất đẹp. Các xe di chuyển thì ngăn nắp. Đến đây thì Nguyễn có một cảm giác là một cái thành phố với diện tích thì khá là trung bình thôi, nhưng mà các cái nhà ở cũng như khách sạn thì phòng ốc rất là nhỏ. Người thấy đây là một giao lộ. Đường 3 tầng.
hai cao tốc và một con đường bình thường ở dưới để di chuyển. Quay góc này thấy là khó. Chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.